YouTuber người Nga bất ngờ nói điều này về Việt Nam khiến dân mạng sục sôi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bắc News. Các bạn thân mến, mới đây, một YouTuber nổi tiếng người Nga đã đăng tải một video với tiêu đề Việt Nam từ thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang, chuột, xe điện và chủ nghĩa cộng sản giả. Video sau thời gian ngắn đăng tải đã thu hút 2,4 triệu lượt xem và hơn 2.000 bình luận với nhiều ý kiến trái chiều. Trong video, anh ấy đã nói rằng, nếu bạn nghĩ Việt Nam chỉ có những bãi biển tuyệt đẹp, món phở nổi tiếng, một nơi mà gạo ngon nhất thế giới được trồng tại đây, chủ nghĩa cộng sản vẫn còn tồn tại và nền văn hóa giàu truyền thống thì vẫn còn thiếu sót. Đất nước của thịt chó và chuột chạy ngay trên đường. Con phố Bùi Viện, một nơi mà những mảng sáng tối của đô thị hòa quyện, những cô gái, những người đàn ông, quán rượu, v.v. Nơi những con đường mòn dẫn vào các khu ổ chuột chẳng khác gì cảnh trong những bộ phim hậu tận thế. Nhưng cũng chính nơi này, văn hóa cà phê sôi động và hương vị bia giá rẻ lại trở thành điểm nhấn khó cưỡng. Đây là Việt Nam, một đất nước với những câu chuyện tương phản kỳ lạ mà bạn chưa từng thấy. Vậy cụ thể anh ấy đã có những trải nghiệm như thế nào và còn nói gì nữa? Dân mạng và những người Nga đã từng đến, sinh sống tại Việt Nam nói gì? Cùng mình tìm hiểu ngay sau đây nhé! Các bạn thân mến, video của anh chàng Palamos dài hơn 100 phút nói về hành trình khám phá Việt Nam. Mình sẽ tóm tắt lại những ý chính để các bạn theo dõi được nội dung video và cùng đến với phần tổng hợp bình luận của dân mạng nhé. Anh ấy đã bắt đầu với việc so sánh giữa Việt Nam, Liên Xô và Trung Quốc, rồi giới thiệu địa lý và lịch sử Việt Nam. Việt Nam nằm ở Đông Nam Á, trên bán đảo Đông Dương, với dân số gần 100 triệu người, đứng thứ 16 trên thế giới. Trong thiên niên kỷ đầu tiên sau công nguyên, ở miền Bắc Việt Nam ngày nay đã tồn tại một quốc gia của người Việt cổ. Quốc gia này đã trải qua nhiều cuộc xâm lược của Trung Quốc và chịu sự cai trị của nhiều triều đại khác nhau. Năm 1858, Pháp xâm lược trong gần 100 năm, người Việt đã chiến đấu để giành độc lập. Cuối cùng đất nước chia cắt thành hai miền Nam Bắc dẫn đến chiến tranh Việt Nam. Bắc Việt muốn thống nhất đất nước và loại bỏ hoàn toàn thực dân, được sự hỗ trợ của Liên Xô và Trung Quốc. Trong khi đó, Nam Việt chống lại, được sự hỗ trợ của các lực lượng chống cộng, đứng đầu là Mỹ. Tôi vừa đến trung tâm của miền Nam Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà người dân ở đây vẫn thường gọi là Sài Gòn, dù tên chính thức đã đổi. Một điều thú vị là ở Thái Lan, người ta thường mời gọi khách bằng các màn biểu diễn đặc biệt. Nhưng ở Việt Nam, họ thu hút khách bằng bia giá rẻ. Những quán bar ở đây rất nhiều, với những cô gái và chàng trai nhảy múa trong trang phục hở hang, không như ở Thái Lan. Tại đây, cả nam giới cũng nhảy múa ngoài đường. Đường này được gọi là phố Bùi Viện, một nơi nổi tiếng với sự cám dỗ. Những người làm việc trong ngành mại dâm không ngần ngại kéo khách hàng tiềm năng vào quán của mình, mặc dù mại dâm ở Việt Nam là bất hợp pháp. Tuy nhiên, chính quyền không hẳn là nghiêm túc với vấn đề này và đôi khi còn nhắm mắt làm ngơ. Bên cạnh đó, anh ta cũng đến thăm khu ổ chuột Mã Lạng ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà được anh này giới thiệu là chỉ cách các khu du lịch sang trọng vài bước chân. Khu này được biết đến là một trong những khu nghèo nhất trong thành phố với những điều kiện sống tồi tàn và không an toàn. Ban đầu, anh nhìn thấy những con chuột ở ngoài đường và ngạc nhiên khi chúng không sợ con người. Anh ta cho rằng có thể thuần hóa chúng và làm thức ăn. Qua cuộc hành trình tìm kiếm thịt chuột ở Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, được biết đến với rất nhiều hồ và sông nhưng cũng đầy rác và nước bẩn, dẫn đến sự xuất hiện của nhiều loại động vật gặm nhấm như chuột. Khi đi dạo qua các khu chợ đường phố ở Hà Nội, anh chàng mô tả khung cảnh sôi động với quầy hàng bán rau, trứng và nhiều món ăn đường phố, thịt chuột. Anh ta cũng chia sẻ về vấn đề vệ sinh thực phẩm kém tại Hà Nội, dẫn đến nhiều vụ ngộ độc thực phẩm. Sau khi tìm thấy thịt chuột, anh ta đã chuyển sang tìm kiếm thịt chó, một món ăn được nhiều người Việt Nam tin rằng mang lại may mắn và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, xu hướng ăn thịt chó ở Việt Nam đang giảm dần khi ngày càng có nhiều người nuôi chó và mèo làm thú cưng. Mặc dù vậy, anh vẫn tìm thấy một khu chợ bán thịt chó với các tấm biển quảng cáo rõ ràng và thậm chí là những chú chó sống đang chờ được giết mổ để bán thịt. Anh ta cũng đề cập đến các vấn đề xã hội khác như người dân địa phương buôn bán trên đường phố và tình hình kinh tế của họ. Cuối cùng, anh ấy đã giới thiệu về lịch sử và kiến trúc của thành phố Hồ Chí Minh, trước đây gọi là Sài Gòn, nơi có nhiều công trình kiến trúc Pháp cổ và những di tích lịch sử liên quan đến chiến tranh Việt Nam. Anh cũng ghé thăm một quán cà phê có phong cách trang trí theo chủ đề thời chiến và nhận thấy sự pha trộn giữa quá khứ và hiện tại ở nơi đây. Cụ thể, anh ấy đã nói như sau. Các cuộc thảo luận về chiến tranh Việt Nam vẫn không chấm dứt, nhưng tất cả các chuyên gia, nhà sử học, nhà chính trị và nhà báo đều đồng ý rằng nó đã thay đổi hoàn toàn miền Bắc Việt Nam. Mất hơn 1 triệu binh lính, quân đội Sài Gòn mất 250.000 người và hơn 2 triệu dân thường đã chết, theo các ước tính tối thiểu. Việt Nam là quốc gia bị ném bom nhiều nhất trong lịch sử và khó mà quên điều đó.
đến giờ vẫn còn nhiều bom của Mỹ rải rác khắp Việt Nam và người ta vẫn tìm thấy những mảnh vỡ kỹ thuật. Ở thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí còn có một chợ bán đồ cổ quân sự tên là Dân Sinh xuất hiện ngay sau khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975. Chính quyền cho phép bán những gì còn sót lại từ lính Mỹ, từ trang thiết bị đến các phù hiệu trên quân phục. Chợ này thậm chí còn được gọi là thị trường Mỹ. Tôi quyết định đi dạo một chút, thấy một quả lựu đạn, có đạn dược nữa nhưng không dám kiểm tra. Rất nhiều mũ bảo hiểm nhưng hầu hết là hàng giả, sản xuất tại Trung Quốc và được bán như hàng thật. Và điều kỳ lạ nhất là có thể tìm thấy một bức chân dung của Putin treo ở đây. Không rõ làm sao nó đến đây, ngay cả huy chương của Liên Xô cũng có ở đây. Dĩ nhiên, lượng hàng hóa đã đa dạng hơn nhiều và người ta đến đây không chỉ để tìm kiếm đồ cổ quân sự mà còn vì đồ điện tử, công cụ và nhiều món đồ khác từ Trung Quốc. Người Mỹ rất thích đến Việt Nam, họ cũng được chào đón ở đây. Đề tài về cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Mỹ đã thuộc về quá khứ từ lâu. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào cuối thế kỷ 20 và quan hệ tốt lên rõ rệt dưới thời Tổng thống Barack Obama. Các phái đoàn Mỹ đến Việt Nam và ký kết các văn bản về quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Mỹ là đối tác xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, tức là Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Mỹ. Thật ngạc nhiên là người Việt có thể tha thứ cho người Mỹ về tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ. Họ không muốn nhìn lại quá khứ, nhưng cũng không muốn quên sự thật. Họ sẽ không trả thù, nhưng họ luôn ghi nhớ những gì đã xảy ra. Nhìn vào người Mỹ, họ nhớ rằng ông cha của họ đã làm gì ở đây, nhưng họ không đổ lỗi cho những người Mỹ trẻ tuổi đến đây. Dù vậy, Việt Nam vẫn còn nhiều địa điểm mang tính lịch sử, thường là nghĩa trang của các máy bay hoặc tàu chiến cũ, có thể gặp chúng ở ngoại ô thành phố hoặc bên ngoài. Nhưng ở Hà Nội, mảnh vỡ máy bay B-52 bị bắn rơi trong chiến dịch Lai Bách Cơ 2 vào tháng 12 năm 1972 vẫn nằm trong hồ Hữu Tiệp thuộc khu vực Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội. Mảnh vỡ này trở thành một di tích lịch sử và biểu tượng của chiến thắng của quân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt là trong việc đánh bại các đợt ném bom dữ dội của không quân Mỹ vào Hà Nội, nhắc nhở về những cuộc tấn công quy mô lớn của Mỹ đã phá hủy cơ sở hạ tầng của thành phố và khiến nhiều người dân thiệt mạng. Năm 1976, sau khi chiến tranh kết thúc, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thành lập và Hà Nội trở thành thủ đô. Sau đó, anh chàng Nga đã nói về lịch sử Hà Nội và so sánh sự khác biệt giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng, anh ấy nói cảm nhận Hà Nội có thể không thoải mái như Sài Gòn vào ban đêm, thành phố này bị tắc nghẽn hoàn toàn bởi người và xe máy. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là Hà Nội là một trong những nơi bình yên nhất để sinh sống và nghỉ ngơi trong số các thủ đô châu Á. Trên đây là nội dung của anh chàng Palamot. Bây giờ cùng mình lướt xuống phần bình luận để xem netizen đã có những cảm nhận như thế nào nhé. Tôi đã sống ở Việt Nam hơn 20 năm. Thứ nhất, thịt chuột không quá phổ biến, không phải người Việt Nam nào cũng từng nếm thử và không dễ mua, thường được bán ở một số nơi thôi. Thứ hai, người Việt không gọi giết chuột mà đây là thịt chuột. Thứ ba, người Việt Nam không ăn chuột chạy ngoài đường, họ bắt chuột và nuôi đặc biệt ở ngoài đồng. Còn chuột đường thì bẩn thỉu không ăn được, chuyện là thế đấy. Tôi sống ở Việt Nam, tôi bị sốc bởi video này của bạn. Đây là cách làm hỏng một trong những quốc gia tốt nhất và đang phát triển trên thế giới. Và là mốt, hãy mở rộng tầm nhìn của bạn và nghiên cứu đất nước Việt Nam nhiều hơn. Đừng giật tít như vậy, rồi sau đó mới nói cho mọi người biết sự thật. Việt Nam không phải là chuột, chủ nghĩa cộng sản và nghèo đói như bạn nói. Việt Nam là những cơ hội, những món ăn ngon, thiên nhiên, sự đa dạng của mỗi thành phố và chi phí sinh hoạt thấp. Và tôi đã sống ở đây, 3 năm này thực sự khiến tôi thích thú. Tại sao ăn thịt chó lại tệ hơn ăn những động vật khác như bò, lợn hay hươu? Đó không phải chỉ là vấn đề khác biệt về văn hóa và thói quen sao? Người châu Âu chúng tôi có vẻ rất xa lạ trong mắt người Việt Nam vì nhiều khía cạnh khác. Hơn nữa, nếu bạn không phải là người ăn chay thì những nhận định như vậy chẳng qua là đạo đức giả. Nhân tiện, tổng thể video rất hay, tôi rất thích video du lịch của bạn, tôi luôn thích nó. Và là mốt thể hiện điều tồi tệ ở khắp mọi nơi. Tôi đã sống ở Việt Nam được 10 năm, ở đó họ không ăn chuột, chỉ khi ở trong làng. Và thật vậy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó, mặc dù tôi đã từng sống ở đây lâu rồi. Ở các thành phố có sự đầu tư lớn từ phương Tây và Trung Quốc, các tòa nhà chọc trời và toàn bộ khu vực đang được xây dựng lại trong một khoảng thời gian ngắn. Văn hóa đang trên đà phát triển, khu ổ chuột đã được giải tỏa từ lâu. Bằng cách nào đó, bạn đang nhìn nhận phiến diện, tiêu cực, không thú vị. Để hiểu về Việt Nam, bạn cần tìm hiểu sâu hơn, đây là châu Á. Tôi đã sống ở Nhật được 2 năm. Rất nhiều người Việt đang chuyển đến đây, nhiều hơn bất kỳ ai khác do xu hướng gần đây. Việc học và làm việc với họ là không thực tế, khá đối đầu, không có cách cư xử nào cả. Khi ghép đôi, họ có thể cắt móng tay, bứt tóc nhau, họ chỉ đi dép, xỏ ngón, đi chân trần, đôi khi đi tắt, không quên phơi khô dưới gầm bàn.
nhìn chung chúng khá sạch sẽ, đại đa số không phân loại rác ở Nhật Bản, mở nhạc lớn vào ban đêm, vân vân. Văn hóa cà phê không chỉ thâm nhập vào Việt Nam mà ở đó đã ở mức khá. Vâng, đôi khi nó không phải là cà phê ngon nhất, nhưng nó ở mọi góc và tất cả các quán cà phê đều rất phong cách. Điểm trừ duy nhất là rào cản ngôn ngữ và không phải lúc nào cũng có thể uống cà phê đen nóng thay vì cà phê lạnh với sữa và đá. Nhưng đây lại là một vấn đề đối với người nước ngoài. Chà, nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về cà phê thì hãy đến Đà Lạt, một thành phố miền núi xinh đẹp trồng và chế biến cà phê. Tôi rất ấn tượng với quán karaoke đường phố Nha Trang. Vào ban đêm, họ kéo một chiếc loa lớn ra đường và hát vang khắp thành phố. Tôi không thể ngủ được vì tôi có thể nghe thấy nó qua cửa sổ đóng kín. Nhìn xem âm thanh phát ra từ đâu, tôi thấy một nhóm ca sĩ đang ngồi trong nhà, họ kéo một chiếc loa lớn lên ban công để cả thành phố có thể nghe thấy. Nhân viên lễ tân nói rằng họ không thể làm gì được và việc gây ồn ào như vậy cả đêm là chuyện bình thường. Tôi đã sống ở Việt Nam, Sài Gòn được 3 năm rưỡi bằng visa lao động và có lẽ đây là nơi tốt nhất cho chuyến nhập cư của tôi. Thức ăn, thái độ của người dân địa phương hoàn toàn yên bình và không có căng thẳng. Bây giờ tôi sống ở Tây Ban Nha, lũ sán ở đây cũng vậy nhưng cảm giác căng thẳng và bất ổn còn nhiều hơn. Chà, cuối cùng thì ít nhất một trong những blogger nổi tiếng đã đến được Việt Nam. Vì lý do nào đó mà mọi người đều thích chụp về Thái Lan và Bali, nhưng Việt Nam lại bị bỏ qua một cách khiêm tốn. Mặc dù đất nước này xứng đáng có rất nhiều quảng cáo, tôi đã sống ở đây được gần 5 năm và đất nước này thật sự rất tốt. Hãy tới Sapa, Ninh Bình hay Mộc Châu chẳng hạn, nơi có cảnh đẹp mát mẻ. Chúng tôi đi từ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố trong vài ngày không hơn, đến đảo Phú Quốc 2016. Chúng tôi bắt xe buýt ngủ ở thành phố Hồ Chí Minh, xe buýt có ghế nằm, chăn, một ít nước, thật tuyệt. Và thật hồi hộp khi lái xe dọc theo những con đường tuyệt vời của họ. Bên ngoài cửa sổ, phong cảnh liên tục thay đổi. Tôi rất ngạc nhiên khi đi đến điểm dừng dài, 40 phút, xe buýt đã được rửa sạch bằng bọt, mọi thứ bên trong cũng được làm mới. Phú Quốc là một hòn đảo tuyệt vời, chúng tôi đi đến đó trên một loại thủy phi cơ nào đó. Việt Nam, một hướng đi rất triển vọng. Đường mòn Hồ Chí Minh là một trong những yếu tố then chốt đảm bảo thắng lợi quân sự của miền Bắc Việt Nam. Thuật ngữ đường mòn Hồ Chí Minh có nguồn gốc từ Mỹ. Ở miền Bắc Việt Nam, nó được gọi là đường Trường Sơn, tiếng Việt là đường Trường Sơn, theo tên của dãy Trường Sơn, trải dài dọc theo biên giới phía Tây của đất nước từ Bắc vào Nam. Ôi người Việt tôi yêu, tôi sống ở Đà Lạt được 2 năm. Tôi yêu người Việt hơn những người châu Á khác. Tôi cũng rất thích đến Sài Gòn. Bây giờ tôi sống ở Hoa Sao và thỉnh thoảng tôi đến chợ Việt Nam cùng với những người này để mua loại thảo mộc tươi độc đáo của Việt Nam được vận chuyển đến đây bằng máy bay. Việt Nam, tình yêu của tôi. Tôi yêu người Việt Nam và đặc biệt là người Việt Nam, họ rất dễ thương và thân thiện. Kể cả bây giờ, sống ở châu Âu, tôi vẫn thích đi ăn đồ Việt Nam hoặc đến cửa hàng Việt Nam, nơi bọn trẻ làm việc đến khuya, không giống như người châu Âu. Thật là một niềm vui khi xem tập phim. Cảm ơn, chúng tôi đã ở đất nước tuyệt vời này, chúng tôi chắc chắn sẽ lặp lại chuyến đi. Ngạc nhiên vì cà phê 500.000 đồng, chưa thấy bao giờ. Nhưng vào những ngày như thế này, bạn có thể cùng nhau ngồi ăn buffet cả ngày và ngấu nghiến những món ngon, trái cây, hải sản, thịt nói chung. Không chỉ vậy, một bữa buffet Việt Nam và say sưa với bia, đất nước tuyệt vời. Tôi đã trở về từ đó một tháng trước, một đất nước đầy màu sắc và rất nghèo. Tôi đang thực hiện một nhiệm vụ y tế, bệnh viện thật khủng khiếp và tham nhũng, mọi thứ đều hiển thị chính xác. Vợ chồng tôi đến Nha Trang vào năm 2017. Ban ngày đến, ban đêm có bão hoành hành. Cả Nha Trang như bị nổ tung. Người ta nói 50 năm rồi chưa hề xảy ra chuyện như thế này. May mắn thay, chúng tôi vẫn đăng ký vào một khách sạn 20 tầng, có thể nói là một lối vào. Tôi chưa bao giờ thấy một tòa nhà làm bằng kính và bê tông lắc lư từ bên này sang bên kia như thế nào. Tóm lại là khá căng thẳng. Nhưng người dân địa phương, lực lượng cứu hộ và quân đội thực sự đã vất vả trong vài ngày. Và tất nhiên tôi thích mọi thứ, đồ ăn lạ, rượu, thuốc lá, bia địa phương không tệ, rượu địa phương cũng không tệ, trái cây, kem, hải sản rất ngon. Chúng tôi đi chơi bằng xe gắn máy. Tất nhiên, giao thông rất tệ, nhưng trong suốt một tuần chúng tôi ở đó, chúng tôi không thấy một vụ tai nạn nào. Tất nhiên, xe máy nói chung là một thảm họa. Họ thức dậy vào lúc 6 đến 7 giờ, mọi người lái xe đi đâu đó và mọi người liên tục bấm còi với nhau. Tôi đã bị thức dậy sau tiếng chuông liên tục của những chiếc xe máy này. Trên đây là một số bình luận nổi bật dưới video của anh chàng người Nga mà mình đã tổng hợp lại được. Đó cũng là nội dung mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Cảm nhận của các bạn như thế nào? Hãy để lại ý kiến ở phần dưới bình luận của video này nhé!
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi đến giây phút này. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình và đón xem những nội dung khác từ kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.